chào tất cả anh em, mình là ông Tiêu 957 đây. Này chào tất cả anh em nha. Hôm nay quay lại với clip của mình. Mình làm một cái clip vui, đó là cuộc bình luận trực tiếp giữa hai thánh chửi nhau, đó là Paradise và Trại Trung. Đây chỉ là một clip vui, xin anh em vui lòng không có bình luận bên dưới là coi ốc Tiêu chơi xấu hay này nọ, chỉ là một clip vui cho anh em vui thôi. Thực ra mình làm clip này anh em xem cho vui thôi. Ok. Hiện tại thì Paradise và Tài Trung đang chửi nhau rất là dữ từ lúc tầm 3 giờ tới giờ. Hiện tại thì Paradise đang kêu là Trại Trung chửi quá hay, không thể tưởng tượng được. Paradise đang kêu Trại Trung thề, nhưng mà Trại Trung không nói thế, Trại Trung chỉ chửi R2. Không thể thế được. Hiện tại thì 98 tiền S2 đang ủng hộ cho Para và đang chửi Trại Trung rất là dữ. Tem Para đang áp chế. Hiện tại thì một thằng Minh vừa mua vàng của Trại Trung và kêu Trại Trung uy tín, cực kỳ hay. Và tiếp tục liên tục là những đòn chửi của Trại Trung. Trại Trung tiếp tục chửi Para lừa đảo. Anh em on game không có chat lừa đảo xong hợp nhé. Quá dữ, không biết chuyện nào mà sinh ra câu chuyện này nhỉ. Mình cũng chưa thể nào mà biết được là từ đâu mà sinh ra cái câu chuyện chửi nhau như thế này. Mình chỉ biết chửi nhau và lên bình luận vui thôi. Mong anh em ủng hộ nhá. Hiện tại thì Para và Trại Trung chửi nhau khá nhiều. Và một số con gà vào la liếm. Ví dụ như mình đây, đang rất là la liếm đây. Hiện tại thì Paradise đang đang kêu Trại Trung, chửi Trại Trung quá trời. Hiện tại thì Paradise đang kêu người lâm chứng, còn một số thằng la liếm, đang la liếm rất là dữ, quá dữ. Một cuộc đọ chiến phải nói rằng hết sức đẫm máu người ở trên server 2 này. Hàng triệu đầu rơi xuống để bảo vệ cho cái uy tín, nói rằng quá dữ. Hiện tại thì Paradise đang tức lên tận óc rồi. À không, anh ta nói Trại Trung tức lên tận óc rồi hả? Không thể thấy được. Chắc chắn chat thế giới bây giờ đang full kênh và các bạn khó chat được, chứ không chửi nhau rất là dữ, quá dữ. Hiện tại Paradise chat rất là đủ dấu, Trại Trung chắc chắn chat bằng máy tính rồi. Ôi, Trại Trung liên tiếp kêu Para lừa đảo, quá dữ. Phải nói rằng cuộc chiến đẫm máu người. Một fan của Paradise đang kêu Trại Trung lừa đảo. Giao dịch trên 20 thì sẽ biết. 20 là 2 triệu nha anh em. Quá dữ đi. Phải nói rằng cuộc chiến hàng triệu đầu rơi của cư dân server 2, phải nói rằng sẽ đánh thánh đâm. Hiện tại thì Trại Trung tiếp tục kêu Para rẻ rách và kêu server 2 cẩn thận. Quá dữ. Phải nói rằng liên tiếp là những pha tấn công từ Trại Trung và Para. Hiện tại hai đối phương đang bất tử. Hình như họ đã mua bùa bất tử chăng? Hiện tại thì một số thanh niên đang nhận slot làm đệ tử. Tiếp tục là một cú Kame từ Para. Anh em nói sao về Para này với thằng lừa đảo Trại Trung? Một cú Kame phải nói rằng hết sức mạnh và thêm một cú trường nữa. Chắc chắn đây là cú quả cầu khi rồi. Khóa nick không họp online sao? Chủ ngu vậy. Ha ha. Quá dữ, một cú quả cầu kinh khi. Không biết Trại Trung sẽ đỡ như thế nào đây. Quá dữ đi. Phải nói rằng hết sức quá dữ. Tiếp tục là một đòn. Chắc chắn là Trại Trung đã bật khiêng rồi. Trại Trung kêu anh em cảnh báo với lại Para. Hiện tại thì Trại Trung vừa tung ra một cú khiêng và đỡ ngay lại bằng một cú đấm. Và anh ta chưa hề chịu thua. Anh ta tung ra một đòn cảnh báo cho anh em. Hiện tại thì đại ca 8B cũng lăn băn vào đây làm gì không biết. Tránh ra em. Thằng này đệ mình thôi. Hiện tại thì một số thanh niên la liếm đang ở ngoài cổ vũ cho hai bên. Đó là chắc chắn là fan của hai rồi. Tiếp tục là một cú tung ra quá mạnh từ Para. Rằng anh ta tung một cú đòn và nói rằng tao với mày ai lừa đảo. Ai lừa đảo, sủa ai. Quá dữ. Nói rằng một cú này phải nói rằng cú này là
chắc chắn là một cú đòn tâm lý rồi. Anh ta cố tình ra một chiêu đấm thường để ăn cái choáng, lại một cái choáng từ trại trung. Para đang đứng im, trại trung cảnh báo R2 Pasa lừa đảo. Quá dữ, nói rằng quá dữ, một đòn là tấn công từ trại trung. Trại trung đã tấn công trực diện vào Para, không biết Para sẽ đỡ sao đây. Một cú phải nói rằng chắc chắn là trại trung sẽ phải tung ra cú nổ cho mình và chưa biết khi nào thôi. Và Para thì sẽ tung ra một cú quả cầu khinh khi để chấm dứt trại trung ngay tại đây. Para lại liên tục ra đòn, anh ta vừa ra một đòn, không biết có chấm dứt được trại trung không. Oh my god, anh ta lại tung ra một cú kame bay vào trại trung và kêu trại trung sủa. À sủa là gì các bạn nhỉ? À sủa là một hành động của chó phải không? À không, mình chẳng quan tâm đâu. À không, tiếp tục quay lại đi nào, đi xa quá sẽ bị fan của trại trung chửi đấy. Đây chỉ là một clip vui thôi, một cú kame và làm câu đi nửa số máu của trại trung. Ồ, Lâm Bro Boy, anh ta đang bênh cho trại trung và chửi Vara rất dữ. Không biết anh ta là ai, anh ta có thể là một anh hùng chăng? Anh ta đã tung ra một cú Atomic vào Para, nhưng mà chắc chắn nó không thấm rồi, tại vì Para quá mạnh. Anh ta liên tục cày nát đi đối phương. Không biết trại trung tiếp tục là một đòn từ Lâm Bro Boy bênh cho lại trại trung quá dữ. Kêu Para lừa đảo, súc vật. Ồ, anh này phát ngôn cuồng bạo quá. Không biết anh ta sẽ mạnh cỡ nào. Chắc chắn là anh ta sẽ có những quả cầu kinh khi phải nói rằng rất là mạnh. Tuy nhiên thì cũng không thấm thía gì với lại Para rồi. Anh ta rất cứng. Hiện tại thì chưa có một câu nào tung ra tại vì chat thế giới quá đông. Và mình sẽ không chat một câu nào để cho thời gian trôi dần đi và những cái ấy sẽ tới. Tiếp tục là một đòn, liên tục là những đòn đánh thường của trại trung, cảnh cáo R2 Para nhưng mà đánh rất là thấm. Rằng anh ta chưa hợp thể nhưng đánh rất là thấm, anh ta mặc một set đồ thần linh. Nói rằng anh ta chỉ có một câu và chửi đi chửi lại rất nhiều lần, những chiêu đánh thường liên tục tấn công vào Para. Chưa phân định thắng thua. Hiện tại thì hai bên đang cân sức ngang tài. Oh my god. Hiện tại thì không không thấy cân sức gì hết, nhưng mà mình đã mất kết nối và mình sẽ leo vào lại. Hiện tại thì trận đấu này diễn ra khá lâu rồi, chưa phân thua thắng bại, nhưng mà chắc chắn là sẽ có người thắng người bại rồi. Một trận đấu phải nói rằng cân tài cân sức giữa Paradise và trại trung. Một cú đòn từ trại trung khá đau và Para đang choáng váng. Hình như vừa rồi trại trung vừa tung ra một cú choáng thì phải. Anh ta có một cái cải trang hút máu khá ghê. Hiện tại thì có một con cá bé đang bênh cho anh, bênh cho trại trung. Và phải nói rằng con cá bé này thì không thấm rồi. Para đâu rồi nhỉ? Anh ta sẽ vùng dậy hay sao? Anh ta sẽ vùng dậy, mình chắc chắn là vậy, anh ta sẽ vùng dậy. Anh ta đã vùng dậy. Anh ta khẳng định một câu, anh ta chưa nói sai bao giờ. Anh ta quá dữ. Anh ta đã bật khiêng lên, anh ta bật khiêng chịu lên, chịu đựng lên. Nói rằng quá dữ đi. Anh ta vừa bật khiêng lên những cái khiêng rất chắc chắn. Chắc chắn đây là khiêng bảy rồi. Anh chạy Para và anh chạy trung chắc chắn đều khiêng bảy rồi. Hiện tại thì đại cát 8B tiếp tục kêu một câu. Anh ta không bênh nha hết, anh ta là người chính giữa. Không sao, đây chỉ là một con cá nhưng mà hơi lớn tí thôi, lớn hơn những con cá bé. Ồ, Para đang khẳng định lại một lần nữa, mình đang bật khiêng và mình không sợ gì hết. Mình rất thật mà không nói bậy như trại trung. Tiếp tục là một đòn đánh khá mạnh, lần giờ anh ta chắc chắn tung ra cú nổ rồi. Lâm Bro Boy tung ra một cú nổ đi chấm dứt đối phương Para. Tuy nhiên Para đang bật khiêng và anh ta mất khiêng đi.
Hiện tại thì Trại Trung không biết đang ở đâu. Anh ta có lẽ đang tìm kiếm một vũ khí gì đó bí mật. Một số thanh niên đang quảng cáo quà đền bù và chắc chắn là không lừa đảo được ai rồi. Lại thêm một cú. Lâm Bro Boy tiếp tục hồi sinh và anh ta tung ra một cú đòn vào Para nữa. Anh ta kêu Para lừa đảo. Và một cú đòn đó thì không thấm với Para rồi. Trại Trung đã vùng dậy, anh ta đã biến khỉ lên. Và anh ta đã còn một cái khiêng và Para, khi đó Para đã khiêng rồi. Anh ta tung ra một cú đòn vào mặt Para, nói với Para là Para lừa đảo, anh em cẩn thận. Hiện tại thì nhóc siêu đang đang kêu đang có lẽ là đang chửi Trại Trung. Anh nhóc siêu phải nói rằng mang một con mã ư khá dữ, nhìn anh ta to thình lình, mình đến mình còn phải ghét 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 run luôn, rằng quá dữ. Oh my god, anh ta vừa tung ra một cú đòn phải nói khá mạnh. Anh coi ốc thứ 957 online không vậy mua không? Oh my god, một thằng tung một cú kame vào ốc thứ 957. À không sao, cái này là nó mua ngọc chứ không phải tung ra đòn. Anh em đợi tí nhé, cuộc tường thuật trực tiếp sẽ diễn ngay lại thôi. À, anh có anh đây. Đáng lẽ là mình không nên chat bây giờ, tại vì để cái khoảng cái thời gian đó cho họ chửi nhau. Liên tục là một cú từ Lâm Bro Boy, anh ta phải nói là rất khỏe và rất giàu. Anh ta tung ra một cú, cú sát thương khá mạnh vào Vara, nói rằng khá mạnh đấy. Và S4 Zambi liên tục ở bên ngoài và tung ra những cú phải nói rằng đánh thường không thấm. Hai bên phải nói rằng đang cân tài cân sức và chưa phân định thắng thua được ai cả. Hiện tại thì có một thằng đang kiếm mình. Và gặp ai cũng kêu quay cả clip hết. Kỳ lạ thế nhỉ. Thôi quay lại với buổi tường thuật trực tiếp mà. Para vùng lên. Anh ta kêu thằng nào lừa đảo Trại Trung ạ. À. Ui my god. Phải nói rằng một cú khá mạnh. Phải nói rằng Para đang ăn cuồng nộ vào. Tuy nhiên Trại Trung chắc chắn với cái lượng cuồng nộ và sức đánh của Para thì Trại Trung chắc chắn phải phải đỡ bằng những cú giáp sên. Trại Trung đã bật giáp sên lên. Con chó dạng nhóc siêu online rồi và anh ta đang phải gánh chịu hai luồng sức mạnh từ nhóc siêu và Paralyse. Liệu ai sẽ chiến thắng đây? Tiếp tục là bố mới chơi. Bố mới chơi đang kêu Trại Trung lừa đảo rẻ rách. Oh my god, phải nói rằng quá dữ. Đội hình Paralyse đang được nâng lên. Anh em, oh my god, lại là một đòn từ một con cá bé. Trại Trung lừa đảo tuổi nhé. Oh my god, Tempera đang vùng dậy. Hiện tại thì có nhiều người đang kêu Para lừa đảo. Đang kêu Trại Trung lừa đảo. Tempera đang vùng lên, đang vùng lên. Không biết liệu ai sẽ chiến thắng đây. Cuộc đấu này sẽ cân tài cân sức. Đây đang Lâm Bro Boy, anh ta rất là mạnh. Phải nói rằng cho khi nếu như cho một lời nhận xét bình luận đấy, ta xin mời chú Hoài Linh. Anh ta bình luận rất là mạnh, anh ta phải nói rằng quá dữ quá dữ. Cháu cảm ơn chú Hoài Linh, phải nói rằng chú Hoài Linh nhận xét phải nói rằng quá đúng. Lâm Bro Boy quá mạnh, tuy nhiên anh ta chát không giấu và liên tục bênh Trại Trung. Paradise đang rủ Lâm Bro Boy chát thế giới solo, phải nói rằng cuộc chiến không quá chán đi. Mình thấy nó là quá hấp dẫn đi. Ô, hôm nay mình không chị gái nha cưng. Hôm nay không chị gái, thường ngày đi chị chứ hôm nay ở nhà bình luận trực tiếp nha anh em. Quá dữ. Anh còi có gậy phép nào tầm 89 triệu. Anh đâu có buôn bán PT đâu. Oh my god. Hiện tại thì có một con cá khá bé và mang theo một cái cặp bên mình. Chắc chắn là đang đi học rồi, thời học sinh này. Và nhìn cái độ tuổi này chắc chắn đang học tầm lớp 7, lớp 8 thôi. Và kêu anh em nào kêu Trại Trung lừa đảo thì bằng chó vậy đó. Ừ, mình không kêu nha, mình không có kêu ai lừa đảo cả nha, mình chỉ bình luận vui thôi nha. Anh em nào mà kêu mình anh em nào kêu mình lừa đảo cũng được, không sao. Không sao, vui là chính, anh em vui là được, miễn sao anh em vui là được. Paradise
Trời ơi, Paradise đã biến thành thần và anh ta đang đội một cái mũ xanh cái đó đã... quá đẹp trai. Anh em ạ. Wow my gosh. Trại trung Paradise đang tung một cú quả cầu kinh khi. Toàn anh em buôn bán uy tín server 2 chửi vui không? À my gosh, mình đã khá hiểu rồi. À là sao nhỉ? À mình hiểu rồi. Thôi kệ, tiếp tục đi. Loại súc vật trạng trung với Vương Bô là hai con chó đập cứt server 2 đấy anh em. Ừ mọi người phải nói rằng quá hấp dẫn. Quá hấp dẫn nhóc siêu, anh ta đang vùng lên, anh ta như một con ma bơ mập. Các bạn biến ma bơ mập không? Các bạn muốn đánh được ma bơ mập là các bạn phải vượt qua xeo con, Biu Biu, Dracon, Dracula mới tới ma bơ mập. Oh my god. Ma bơ mập quá mạnh. Dường như trại trung đang bị trong trong một cái cơn dầm dập của Tempara. Para tiếp tục tung ra một cú Kame. Và lần giờ thì chắc chắn là trại trung hồi khiêng rồi. Anh ta tiếp tục tung ra những cú và không có mấy là phương hướng và anh ta tung ra những cú như cũ thôi. À, những cú đỡ như thường thôi và anh ta liên tục bật khiêng lên để chống đỡ một số lượng fan từ Para. À, cuộc đấu thì hấp dẫn. Thôi sau đây xin mời các bạn quay trở lại với 5 phút quảng cáo. Oh my god. Đã xoắn không với lại Tai VBH đang đánh nhau. Ồ anh ta không đánh nhau nữa. À my god, mình lạc mục đề rồi. 5 giây quảng cáo. Xin mời các bạn đến với 5 giây quảng cáo nha. Hiện tại thì boss Xin 7 đã xuất hiện tại võ đài Xin Bảo Hung. Các bạn nào có nhu cầu tiêu diệt Xin Bảo Hung thì vui lòng qua bên bên Xin nha. Oh my god, VIP phone đã tiêu diệt được Xin Bọt, Xin 4 mọi người đều ngưỡng mộ. Hiện tại thì mình đi đâu ai cũng biết ta. Khá là rờ rờ nhưng mà khá nhiều người biết đấy. Oh my god, thôi hết 5 giây quảng cáo, xin mời các bạn quay trở lại với buổi tường thuật trực tiếp. Hiện tại thì đối phương đang những cơn chống chịu. Lâm Robot tiếp tục tung ra những cú đánh vào mặt Para. Trại trung phải chống đỡ hai làn gió khá là mạnh như hai cơn sóng thần, đó là nhóc siêu nữa. Một cơn gió như một lốc xoáy đang bênh cho Para, đang bênh cho Para và chửi trại trung khá dữ. Và bắt Kaka này, à bắt Kaka không có liên quan, không có liên quan. Xoắn không có liên quan, đánh ra nào. Cuộc chiến đấm máu, mình phải nói rằng đây là một cuộc chiến đấm máu. Như thế nào nhỉ? Nói rằng hai từ đấm máu. KDZ Battle. Oh my god. Thằng đệ này, mày làm gì đây? Đi chỗ khác chơi đi, đừng có đụng vào dân người lớn nói chuyện. Para lại tung ra một cú Kame vào trại trung. Trại trung ngay liên tục đỡ hẳn ra. Anh ta bung khiêng, anh ta có lẽ là anh ta bung khiêng. Oh my god, hai người đang nói chuyện về săn đệ tử. À săn đệ tử là gì? À săn super chăng? À thôi, không nhắc đến cái chuyện đó nữa. À, hai bên đang liên tục đâm nhau, chém nhau, đâm thuê chém mướn. Lâm Bro Boy đang chém mướn cho làm việc cho trại trung. Anh ta chửi Para lừa đảo. Anh em chú ý. Para đang bào chữa cho mình bằng những cú khiêng, bật khiêng lên bào chữa cho mình, đó là bị khóa nick và không online được. Và sẵn đó thì anh ta gửi cho Para một cú Kame luôn. Và anh ta không có tia cay đâu. Anh ta chắc chắn sẽ trang bị cho mình một cái đùi gà hồi phục KI và HP. Oh my god, quá dữ. Một con này, một con cả bé vừa kêu mua vàng của trại trung và khá là uy tín. Oh my god, tại thì sao nhỉ? Oh my god, thôi ok. Đang là cuộc chiến đẫm máu không bao giờ kết thúc được. Hiện tại thì Lumber Boy liên tục tung ra những cú đao. Lumber Boy là ai nhỉ? Là ai nhỉ? À không phải, chắc chắn là họ hàng của trại trung. Lumber Boy tiếp tục kêu trại trung uy tín đã ủng hộ trên 6 mega. RR Para lừa đảo để rằng tung ra những cú quá mạnh. Nhóc siêu tiếp tục đang chửi trại trung. Trại trung đang chịu phải ảnh hưởng của một cơn sóng thần.
Chắc chắn là Trại Trung sẽ phải biến khỉ lên và gồng lên và nói rằng, hét với Para rằng tao không lừa đảo. À không, anh em ủng hộ Para nói đúng, nhét cứt vào móng chó, sủa bậy Trại Trung. Oh my god, những từ ngữ thô tục. À mà sao mình đọc nhuần nhuyễn vậy nhỉ? Mình đọc với anh em hư thì sao ta? À mà thôi mình rờ rờ mà. Ừ cũng được nhỉ. Không sao, Trại Trung tiếp tục tung ra một cú Kame vào Para. Ba cú Kame liên tục, mình đã nói. Oh my god. R2 Trại Trung, Fize nhị Kame đang banh cho Para. Oh my god. Trời ơi, Tempara đang rất mạnh. Anh ta đang áp thế Bakaka và nhóc siêu. Và Fize nhị Kame đang áp chế Trại Trung, ép Trại Trung vào một góc. Anh ta có ba người có chịu dồn một cú đam mạnh vào Trại Trung để Trại Trung chết ngay tức khắc không? Oh my god, một con cá bé. Trại Trung khá nhiều cá bé. Một cú bay ra chết chết thay cho Trại Trung, phải nói rằng hết sức anh dũng, rằng anh phải nói rằng anh không không phục em á, BDV ạ. Em chết thay Trại Trung sao? Không được, vì thế mà fan mà. Nó chết thay là bình thường. Ok. Oh my god. Bakaka đang bào chữa. Thử coi Lâm và Roboy đã ủng hộ 6 mê rồi à. Oh my god. Oh my god. Mình sẽ không dám đọc lên cái câu này quá dữ. Tao yêu len ban thơ nha sok và para. Ồ không có dấu à, thôi mình nghĩ ra nhỉ. À thôi khỏi đọc đi, bựa quá. Lại một con cá bé, liên tục những con cá bé bênh cho Trại Trung quá dữ. Anh Trại Trung uy tín vừa mua 100k ngọc, 1 tỷ vàng, xẹt 6 sao Namek nha anh em ủng hộ. Mua gì dữ vậy ta, giàu gớm nhỉ, đệ không có mà giàu gớm na. À, anh em đang nghĩ cười à? Không, à mà thôi. Lại một con cá bé kêu para lừa đảo. Trại Trung sao nhiều cá bé vậy nhỉ? À không, chắc có lẽ đây là fan thôi. Ừ nhỉ, à fan. Nhị ca, Fize nhị ca ba đang chửi Trại Trung rằng Fize nhị ca khá mạnh. Anh ta mặc một một cái quần thần linh, tuy nhiên áo thì anh ta chưa đổi lên, giống như mình đang cởi trần đây. Ý giời ơi, cởi trần mà hơi bị đẹp trai nha, anh em đừng khinh nhá. Trại Trung không biết anh ta đang lại bắt Kaka. Bắt Kaka khá mạnh, anh ta mang theo một con sói chạy khá nhanh nên là Trại Trung không thể nào mà chạm được. Trại Trung đang bênh cho mình và anh ta kêu săn đệ tử khá chuyên nghiệp, và có mua bán gì thì hãy liên hệ với anh ta. Anh ta khá dữ, anh ta bật khiên chịu đựng mà anh ta không sợ cái đối phương mạnh thế nào. Para đang cố tình chọc tức Trại Trung, nhưng Trại Trung không biết có đỡ được không. Một thanh niên LILIOIA, LIA trẻ trâu thiệt, cãi nhau cả ngày không chán. Ừ, triệu like. À không, triệu like gì, đéo có nào like cho mày đâu. Thế sao không, trẻ trâu rồi mà trẻ trâu. Mấy hai anh đó tuổi khá cao rồi đấy. Trẻ trâu là phải những thằng như là thằng gì, thằng mà trẻ trâu nhất mà các bạn phải nhắc tới xe vừa hai là thằng còi ốc thứ 957, khá rờ rờ, không rờ rờ đó. À mình mà, à thôi. Ừ. Không có gì đâu các bạn. À, các bạn cứ coi như không có chuyện gì đi nha. Một thanh niên xin ngọc, chúng mày thừa ngọc hả cho tao. Cảm ơn anh em không tiếp ngọc, chửi. Rẻ rách Trại Trung. À R2 là gì nhỉ? R2 là rẻ rách, theo mình là rẻ rách. Ừ cũng đúng. Ở những cuộc chiến không cân tài không cân sức này thì bao giờ cũng có một làn sóng quá dữ. Anh tuyên bố giải ngoại hạng Anh. À không liên quan, không liên quan, mình đọc làm gì. Lâm Bro Boy tiếp tục bên Trại Trung. Có lẽ đây là một fan fan cuồng của Trại Trung chăng. Anh ta không hề tiếc những cái đùi gà để tung ra những cú chưởng và những cú help me cứu Trại Trung, và anh ta sẵn sàng. Nãy anh ta đã một lần chết thay Trại Trung rồi ngay ở trong võ đài, và cuộc đấu thì không có hồi chấm dứt. Hiện tại thì một thằng đang chỉ Trại Trung, phải nói rằng khá dữ, và
Trại Trung thì không biết ở đâu rồi, và Para đi xe thì đang dần dần khuất đi, và một số thanh niên nhận đền bù thì đã xuất hiện. Ok, vậy nói rằng một cuộc chiến phải nói rằng cân tài cân sức, không phân thua thắng bại. Ok, oh my god, nó quá dữ. Cảm ơn anh em đã xem clip của mình ha. À, vì sao mình không bình luận tiếp hả? Tin nhắn quá nhiều, phải rep tin nhắn đấy chứ. Oh my god, rằng 25 phút rồi, ít chi nữa. Phải nói rằng một trận đấu cân tài cân sức, máu đổ đầu rơi, hàng triệu mạng người đổ xuống. Hai nước đánh nhau, nước Para và nước Trại Trung. Quá dữ. Phải nói rằng quá dữ. Một số thanh niên xin Zalo đây mà. Ok. Mình nhắc lại là cái cuộc bình luận này chỉ là một cuộc bình luận vui, anh em xem và ủng hộ thôi. Oh my god. Không còn gì nữa hết, không còn gì để nói. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip vui của mình nha. Bình luận vui giữa trận đấu đổ máu giữa Para và Trại Trung. Ok, hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip tiếp theo. Ok, chào mọi người.